Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hương Yên tháng 5 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo tỉnh ta còn thiếu nhiều giáo viên diễn ra cục bộ ở một số bậc học và địa phương. Theo thông tư liên tịch số 06/2015 và 06 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Thực hiện theo các thông tư này, năm học 2018-2019, toàn tỉnh còn thiếu 3.249 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu gần 2.300 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 687 giáo viên, bậc trung học cơ sở thiếu 190 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 79 giáo viên. Một số huyện thiếu nhiều giáo viên là Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, không chỉ tạo áp lực cho giáo viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2018-2019. Đây là hội thi được tỉnh Hưng Yên tổ chức 4 năm một lần, thực hiện theo đúng tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai. Tham dự hội thi có 56 giáo viên của 47 trường mầm non trong toàn tỉnh. Các giáo viên phải trải qua hai phần thi chính là kiểm tra năng lực trên máy tính và thực hành. Trong khi thực hành đa số các tiết dạy đều được chuẩn bị cầu kỳ chu đáo, giáo viên biết lựa chọn, thiết kế hoạt động theo đúng năng lực sở trường của mình, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, lấy trẻ làm trung tâm của hoạt động. Kết thúc hội thi, có 43 trên 56 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp học mầm non năm học 2018-2019. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 12.407 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 8.080 thí sinh đăng ký hai mục đích tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển Đại học cao đẳng trên 4.000 thí sinh đăng ký dự thi với mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và gần 300 thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển cao đẳng đại học. Ở hầu hết các đơn vị đăng ký dự thi, số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội nhiều hơn số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Cụ thể, toàn tỉnh có hơn 7.300 thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội, trong khi tổ hợp khoa học tự nhiên chỉ có gần 3.400 thí sinh dự thi. Số thí sinh đăng ký cả hai tổ hợp là hơn 1.300 thí sinh. Điều này không có gì bất thường so với những năm qua. Với mong muốn giúp đỡ người nông dân tại địa phương tiết kiệm thời gian công sức lao động và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước ngọt, cùng với sự hướng dẫn của thầy cô giáo, hai em Đặng Văn Trường và Nguyễn Trường Sang, trường cho học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, đã lắp đặt thành công hệ thống tưới cây giống thông minh. Với các thiết bị lắp đặt phổ biến, giá thành rẻ và có thể tận dụng được như ống nước, pep lum, máy bơm, nguồn điện cảm biến, cảm biến độ ẩm, cáp kết nối. Hai em Trường và Giang đã vận dụng kiến thức vật lý tin học và chế tạo thành công hệ thống tưới cây giống tự động. Khi độ ẩm trong đất thấp hơn mức cài đặt thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt máy bơm tưới và ngừng hoạt động khi đủ độ ẩm. Người dân cũng có thể điều khiển hệ thống bằng điện thoại di động. Bọn em mới đang học lớp 12, chưa tìm hiểu nhiều về cái phần kỹ thuật. Bọn em phải tìm hiểu rất nhiều trên mạng và tìm hiểu của một số anh chị học trong đại học để bọn em có thể tiếp tục làm cái dự án như thế này. Để làm cái đề tài này sẽ vui vẻ và hứng thú hơn ạ. Trong quá trình học tập sẽ giúp em hiểu sâu hơn và ứng dụng thực tế hơn ạ. Áp dụng trên diện tích một sào cây giống, đến khi thu hoạch, hệ thống tưới nước tự động của trường và giang đã giúp người nông dân tiết kiệm từ 4 đến 5 triệu đồng không chỉ vậy, do với phương pháp tưới cây thủ công, hệ thống còn giảm gần 60% lượng nước ngọt, có phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giảm thiểu tình trạng ứ động nước trên bề mặt ruộng. Trong quá trình nghiên cứu thì là các em mới hăng say làm việc thì tôi thấy thái độ của các em làm việc là hết sức là chăm chỉ và nhiệt tình theo đúng quy trình của quá trình nghiên cứu kỹ thuật mà đề ra. Do được đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hệ thống tưới cây tự động của trường và Giang đã đạt giải ba khoa học kỹ thuật cấp tỉnh giải tư, cấp quốc gia và giải đặc biệt do các nhà tài trợ trao tặng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giáo dục và đào tạo Hưng Yên tháng 5 năm 2019 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tin thân ái chào tạm biệt.